Chị, sao cái xe gì đây mà lại có ba cái cần như nào đây nhỉ? Chết, sao lại xe ba cần? Làm gì có xe nào ba cần số, có một cần số thôi. Đây đấy, đây rõ ràng là ba cái luôn. Ồ, đây là phanh tay. Phanh tay? Ừ, và đây là cầu 2, có nghĩa là hai xe hai cầu ấy. Thế là cầu? Chuyển cầu, ừ. Thế còn cái giữa là gì chị? Đây là cần số đây. À, thế là cần số à? Nó chỉ có một này thôi. Thế cái nhỏ nhỏ này là chỉnh cầu, có phải đây, là chỉnh cầu hay là số sàn chị? Không, không có xe nào mà vừa chạy số sàn vừa chạy số tự động, không có. Thế đây là con xe gì đây hả chị? Xe này là mẫu xe 7 ghế. Cáp, à quên, không phải Cáp mà Fortuner. Fortuner à? Mẫu xe Toyota Fortuner 2009. 2009? Ừ, số tự động 2 cầu máy xăng, không phải là 2 cần số đâu mà là 2 cầu. Thế thì nó tốn xăng lắm hay gì nhỉ? Thực ra tốn xăng thì nó đã khỏe vì xe nó to như thế này cơ mà. Đấy, so với một người 50 cân và một người 30 cân thì em thấy ai khỏe hơn? Thì có khi người 30 cân thì em thấy khỏe chứ. Không, không thấy đâu mà khỏe hơn, đảm bảo em luôn. Con này mua xe chị tặng nguyên một dàn lốp mới luôn. Thế là mua xe tặng lốp? Mua xe tặng nguyên dàn lốp mới, đấy. Con này lốp đi mỹ mãn đi chán thôi. Rộng rãi cực kỳ, 7 ghế ngồi thoáng. Đấy, thấy chưa? 7 ghế. 7 ghế mà cái dòng gầm cao này chạy không sợ bị say xe. Nhưng mà trên cao, ví dụ gầm cao này em sợ không khí nó loãng quá. Không, có thở không chị? Ôi, lên cao người ta bảo rồi, lên cao chỉ có một mình thôi, càng cao càng mát chứ nó có cao quá đâu mà sợ không có oxy. Dưới này phải cạnh tranh rất rất nhiều người luôn, nên cao một tí chỉ có một mình thôi. Đấy. Càng cao oxy gọi là càng nhiều. Đúng rồi, mà nó thoáng. Con này là giá bao nhiêu chị nhỉ? Chị đang chào bán thì mức giá là 355 triệu. 355 triệu. Ừ, 355 triệu một chiếc xe rất đẹp luôn. Là rộng rãi như thế này. Rộng rãi cực kỳ luôn, 7 ghế có mấy khi mà sử dụng tới hai hàng cuối đâu. Gia đình thì căng lắm, đến 5 người thì ngồi đến cái hàng sau thôi, còn sau là cốp đồ. Hàng sau kiểu để gọi là cho nó đẹp với chị nhỉ? Đúng rồi, gọi là để cho nó đủ ghế đấy, kiểu thế. Đó. Đấy, ô xe đây nè. Ghế chỉnh điện, mọi chức cha lăng trên xe là vận hành hoàn toàn ok hết. Đấy. Này nội thất cũng đẹp phết đấy chị nhỉ? Nội thất thì bọc mới hoàn toàn từ năm 2009 thì bây giờ giữ lại thì nó rất là rách dưới đúng không? Đấy, phải nói là cái bộ lốp nó rất là kết luôn này. Bốn lốp như nhau gì nhỉ? Bốn lốp đều như nhau luôn. Dày như thế này. Dòng xe thích hợp cho gia đình sử dụng và đi công trường, công trình, đồi núi cao. Một cái dòng xe phải nói là bất chấp mọi địa hình luôn. Cân mọi địa hình gì nhỉ? Cân mọi địa hình luôn. Cái là đồng bằng cũng cân được đúng không chị? Đi được hết trừ khi đi ở bùn này thôi.